Những câu chuyện lịch sử chân thật nhất, những phân tích chuyên sâu nhất, những cảm xúc hào hùng và bi tráng nhất. Battle Cry Người Kể Sử, nơi tái hiện một chặng đường gian khó nhưng đầy kiêu hãnh của dân tộc. Battle Cry Người Kể Sử, nơi có những video tâm huyết nhất về lịch sử của nước nhà. Hãy truy cập vào Battle Cry Người Kể Sử để trải nghiệm những video tuyệt vời nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Lịch Sử Thế Giới. Trong tình thế hiểm nghèo, không ít những pha trá hàng, nghi binh đã thay đổi cục diện của cả trận đánh, giúp cứu nguy cho cả một đội quân hoặc chiến thắng cho cả một quốc gia. Sau đây là 10 pha nghi binh kinh điển và ngoạn mục nhất trong lịch sử chiến tranh. Lá thư giả buộc cả một lâu đài đầu hàng. Lịch sử cho thấy các hiệp sĩ cứu tế của dòng tu y viện hiệp sĩ đoàn Knight Hospitaller rõ ràng không phải những kẻ dễ bị bắt nạt mà sẵn sàng chiến đấu đến người cuối cùng nếu cần. Kịch bản mà gần như đã xảy ra khi các chiến binh Mamluk, binh sĩ nô lệ Hồi giáo, vây hãm lâu đài kiên cố Krak Des Chevalis của Y viện Hiệp sĩ đoàn vào tháng 3 năm 1271. Lực lượng Hồi giáo do quốc vương Baybars chỉ huy đã từng bước đánh chiếm lâu đài này và đẩy các hiệp sĩ vào bên trong lâu đài vào cuối tháng đó. Thừa biết khi bị dồn vào đường cùng thì các hiệp sĩ sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Vị quốc vương này đã khéo léo giả mạo một lá thư đề tên của tổng thủ lĩnh Y viện Hiệp sĩ đoàn và tìm cách đưa tới tay các hiệp sĩ bị vây hãm. Lá thư có ghi các chỉ thị và cho phép các hiệp sĩ được đầu hàng, và các hiệp sĩ đã bị mắc mưu rồi đầu hàng. Sau đó, vị quốc vương đã tha mạng cho họ và cho phép họ an toàn rời đi Tripoli với điều kiện họ không được phép quay đầu trở lại. Vào tháng 4 năm 1271, quân Mamluk đã chiếm được toàn bộ lâu đài và biến nó thành đồn trú của mình. Khẩu pháo giả khiến kẻ địch bỏ cuộc. Pháo giả, Quakergun, là những đoạn thân cây hoặc các vật liệu tương tự khác được sơn đen và làm cho giống như những khẩu pháo thật, được đặt theo tên của Hiệp hội Bạn hữu Society of Friends hoặc Quaker. Những khẩu pháo giả được dùng trong nhiều cuộc chiến tranh để đe dọa hay đánh lừa kẻ thù. Một ví dụ hiếm hoi khi một khẩu pháo giả thực sự buộc quân địch phải đầu hàng diễn ra trong chiến dịch của Đại tá William Washington ở Nam Carolina vào ngày 4 tháng 12 năm 1780. Viên đại tá Martin Kerr cũng là người em họ thứ hai của George Washington đã phát hiện được 115 lính thuộc phe thân Anh ẩn náu trong một nhà kho kiên cố. Nhanh trí, Washington đã bí mật sơn một thân cây thông cho giống như một khẩu pháo và đe dọa sẽ khai hỏa nếu những kẻ cố thủ không quy hàng. Nỗ lực của ông đã được đền đáp bằng sự đầu hàng vô điều kiện của đại tá Rowland Rusley và toàn bộ quân lính dưới quyền của ông. Thật đau lòng khi những người lính bị đánh bại sau đó phát hiện ra khẩu pháo đó là đồ giả. Viên sĩ quan SS một mình chiếm được Belgrade. Tháng 4 năm 1941, Fritz Greenenberg là một sĩ quan SS tham gia cuộc thi đua với các đơn vị đột phá của quân đội Đức nhằm chiếm giữ Belgrade. Trong cuộc đua của họ, Greenenberg đã tiến đến sông Danube khi con sông dành nước lên bởi những cơn mưa liên miên. Bất chấp nguy hiểm, Greenenberg và 10 lính dưới quyền vượt qua con sông bằng một chiếc xuồng máy cũ ọp ẹp. Sau đó, họ hành quân vào Belgrade mà không gặp một chút kháng cự và trú quân tại đại sứ quán của Đức. Biết rằng các lực lượng của Đức vẫn còn ở phía sau hàng dặm, Klingenberg đã thử một kế đánh lừa. Anh ta nói với viên thị trưởng rằng thành phố sẽ bị máy bay của Đức anh tạc tàn nát nếu ông ta không chịu đầu hàng. Thật may là lời đe dọa đó tỏ ra hiệu nghiệm, khiến viên thị trưởng vội vã giao nộp Belgrade cho Klingenberg. Khi quân đội Đức cuối cùng đến được Belgrade, họ đã tức giận khi biết Klingenberg không chỉ đánh bại họ khi tới thành phố trước mà còn chỉ dùng một tay để chiếm thành phố mà chẳng tốn chút công sức nào. Chiến công xuất sắc của Klingenberg được các đơn vị SS khác ca tụng hết lời và anh ta được trao tặng huân chương hiệp sĩ chữ thập sắt vì thành tích này. Chiến dịch Sahorn. Trong chiến dịch kéo dài gần một năm thời Thế chiến thứ hai này, Liên Xô đã ép buộc một số tù binh Đức, trong đó có cả Heinrich Sahorn, đóng giả một bộ phận của 2.500 lính Đức bị mắc kẹt đằng sau các phòng tuyến của kẻ thù ở Đông Âu, giả mạo làm những người lính Đức. Hồng quân Liên Xô sau đó đã liên lạc được với đại bản doanh của quân đội Đức ở Berlin và đã xin hàng tiếp tế để giúp họ đột phá vòng vây trở về nhà. Tất nhiên, đây chỉ là một trò đánh lừa để đoạt lấy nguồn lương thực quý giá của Đức, và nó thì lại có hiệu quả rất cao. Từ tháng 8 năm 1944 cho tới khi chiến tranh kết thúc, quân Đức đã liên tục thả dù người và hàng tiếp tế hỗ trợ cho một đội quân không hề tồn tại.
trong quá trình chiến dịch, Liên Xô đã thu được một lượng hàng tiếp tế khá lớn, cùng với khoảng 25 sĩ quan Đức, mà sau đó các nhóm người này cũng lại bị phía Liên Xô bắt phải tiếp tục đánh lừa quân Đức. Quân Đức ở nhà thì cũng không bao giờ có thể phát hiện được ra các trò đánh lừa này. Có lúc, lực lượng đặc nhiệm của Otto Skorzeny còn được lệnh tiến hành một cuộc giải cứu cho các đội quân Đức trong vòng vây này. Hitler thì cũng tin toàn bộ chuyện này là thật, nên thậm chí đã thăng cấp và khen thưởng cho Schön cùng các binh sĩ ma của ông ta. Viên tướng miền Nam hàng phục quân đội miền Bắc. Viên tướng phe miền Nam trong cuộc nội chiến Mỹ Nathan Bedford Forrest không phải là ngẫu nhiên được biết đến như là một phù thủy trên yên ngựa. Ông thì không chỉ nổi tiếng vì vai trò trong vụ thảm sát đẫm máu quân đội Liên bang miền Bắc bại trận ở Fort Pillow. Forrest còn có tiếng là một kỵ sĩ cực kỳ sáng tạo, liên tục qua mặt các đối thủ của mình. Một ví dụ hoàn hảo về mưu trí quân sự của ông ta thể hiện trong cuộc tấn công tai hại vào Alabama của quân đội Liên bang miền Bắc vào tháng 4 năm 1863. Với một lực lượng khoảng 1.700 người do đại tá Stress Abel, phe Liên bang miền Bắc chỉ huy, được gọi là Kibbing Jackets, đội quân này có thể như vậy là vì các binh sĩ cưỡi con là hy vọng sẽ phá hủy được tuyến đường sắt địa phương vốn dùng để tiếp tế cho các lực lượng liên minh miền Nam ở Tennessee. Với một lực lượng chỉ có khoảng 500 người, Forrest đã theo dõi và quấy rối những kẻ tấn công phe miền Bắc, khiến họ cuối cùng phải rút về thị trấn nhỏ Cedar Bluff. Forrest gặp Strain, bị dồn vào đường cùng và yêu cầu ông ta đầu hàng vô điều kiện để thuyết phục phiên sĩ quan phe miền Bắc hiểu rằng ông đang sở hữu một lực lượng lớn sẵn sàng lâm trận. Forrest đã ngầm ra lệnh cho quân lính của mình và các khẩu pháo diễu qua diễu lại nhiều lần trên một sườn núi lân cận. Nhìn thấy lính của phe miền Nam đồng lúc nhúc như vậy, Stress cứng đầu cuối cùng cũng phải đành nhượng bộ và ra lệnh cho quân của mình đầu hàng. Sau khi nhận ra thủ đoạn gian trá của Forrest, Stress đã đòi Forrest phải thả binh lính của ông ta ra để họ có thể có một chiến thắng đàng hoàng. Nhưng viên tướng của phe miền Nam thì bác bỏ điều này. Baden-Powell đánh lừa quân của Bauer. Bên cạnh tính cách lập dị của mình và vai trò trong việc thành lập Hứa Đạo Sinh, Robert Baden-Powell còn nổi tiếng nhờ vào việc bảo vệ thành công thành phố Mafeking ở Nam Phi trong cuộc chiến tranh Bauer lần thứ hai với một lực lượng chỉ khoảng 1.500 người. Baden-Powell thấy cần sử dụng chiến thuật nghi binh để đối phó với lực lượng của Bauer hùng mạnh với 8.000 quân vây hãm thành phố. Vì vậy, ông đã nghi binh bằng cách cả những quả mìn giả và trăng thứ dây thép gai giả trong toàn thành phố và cho quân của mình giả đò vượt qua chúng như thể chúng là mìn và dây thép gai thật trước sự quan sát chăm chú của kẻ thù. Baden-Powell thậm chí còn giả mạo một lá thư nói rằng quân tiếp viện của anh đang tới. Thực ra là không có, mà sau đó ông ta đã cố tình thua cho quân của Bauer, buộc họ phải rút bớt 1.000 quân để bảo vệ phía sau lưng của họ. Những hành động tâm lý chiến hiệu quả này đã giúp Baden-Powell đứng vững trong suốt 7 tháng cho tới khi quân tiếp viện đến. Sau khi trở về nhà, Baden-Powell đã trở thành một anh hùng dân tộc và nhận được vô số khen thưởng. Haile Selassie khuất phục đối thủ bằng tiệc và rượu. Rastafari Malcolmen Wadermiken được biết đến nhiều hơn với cái tên là Haile Selassie I, vua của Ethiopia, đã chứng minh rằng ông có sự khôn ngoan cần thiết để sống sót trong thế giới chính trị. Đối mặt với một đối thủ mạnh là thái giám Bancha Safo, Selassie đã sử dụng một kế lừa cổ điển ghi danh trong lịch sử. Năm 1928, ông ta đã mời thống đốc tỉnh tên là Bancha đến cung điện của mình để mở một bữa tiệc chiêu đãi. Bancha vốn cũng là một chiến binh đáng gờm, từng chiến đấu chống lại người Italia trong trận chiến Adwa năm 1896. Ông ta hùng hổ tới thủ đô dẫn theo một đội quân 10.000 người đóng bên ngoài thành phố. Không tin tưởng Selassie, Bancha đem theo 600 lính thiện chiến nhất tới dự tiệc. Selassie vào vai một chủ nhà hoàn hảo và không ngớt lời ca tụng Bancha. Cuối cùng, các tùy tùng của Bancha bắt đầu lơ là cảnh giác và uống rượu rất nhiều. Sau bữa tiệc, Bancha cùng tùy tùng trở về trại của họ ở ngoài kinh đô. Thế nhưng mà không còn ai ở đó cả. Số là trong khi họ còn tiệc tùng trong cung điện, thì một người của Selassie đến trại của Bancha và mua chuộc quân lính của Bancha hai vũ khí rồi biến mất. Mặc dù sau đó Bancha đã trốn thoát vào một nhà thờ, nhưng rồi ông ta cũng nhanh chóng bị bao vây bởi quân lính của Selassie. Không có lựa chọn nào khác, Bancha đành phải đầu hàng và chấp nhận ở lại trong một tu viện cho tới hết đời. Không thành kế của Tokugawa. Không thành kế là một kế phòng thủ nghi binh nhằm lừa địch tin rằng
đang có một cái bẫy phục kích bất ngờ tại khu vực hiểm yếu, khiến kẻ địch sợ hãi mà rút lui. Mặc dù kế này đã được nói rất nhiều trong các tiểu thuyết như Tam Quốc Diễn Nghĩa, thì một trường hợp khác vận dụng của kế này được ghi chép rõ là trận Mikata Gahara vào tháng 10 năm 1572. Trong trận đánh đặc biệt này, Takeda Shingen và quân đội đông hơn hẳn về quân số đã dễ dàng đánh bại lực lượng nhỏ hơn nhiều của Tokugawa Ieyasu. Để tránh toàn quân bị diệt, Tokugawa đã ra lệnh rút lui trở lại lâu đài của họ. Dọc đường rút, ông hạ lệnh thắp các ngọn đuốc dọc theo các tuyến đường và mở tung các cổng thành. Để cú lửa hiệu quả hơn, một viên tướng của ông còn thúc một chiếc chống đại trên đỉnh của một cái tháp ở gần cổng. Thật khó tin là kế nghi binh của Tokugawa đã thành công. Takeda và quân đội của mình nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này đã quyết định không tiến vào lâu đài, mà thay vào đó quyết định đóng trại qua đêm. Khi màn đêm buông xuống, một lực lượng nhỏ từ lâu đài đã đánh vào trại và đốt phá, buộc Takeda và quân lính phải rút chạy. Hai nguyên soái của Napoleon tình cờ chiếm được cây cầu chiến lược. Trong trận Strong Rabun vào tháng 11 năm 1805, khi quân đội Pháp đã chuyển sang tấn công quân Áo và quân Nga, hai sĩ quan kiêu dũng nhất của Napoleon đã chiếm được một cây cầu trọng yếu từ tay quân Áo mà không cần một phát súng. Các nguyên soái của Pháp Jean Lannes và Joachim Murat nhận thấy rằng họ cần phải chiếm được cây cầu được canh gác cẩn mật để vượt sông Danube. Biết rằng cả cây cầu này đã bị quân Áo lắp đầy bom, họ quyết định là dùng kế lửa để chiếm cây cầu này thay vì dùng vũ lực. Chỉ với một toán quân nhỏ, hai nguyên soái của Pháp thờ ơ tản bộ trên cầu trước cái nhìn đầy bối rối của quân Áo. Không lúng túng vì những phát đạn thỉnh thoảng bắn về phía họ, mấy tay lính Pháp còn giả bộ to tiếng la với quân địch ở bên kia sông là giờ đây đã có lệnh đình chiến và cây cầu này sẽ được giao lại cho phía quân Pháp. Khi một lính Áo toan phá nổ cầu, nguyên soái Lannes thậm chí còn mắng mỏ anh ta rằng làm thế là sẽ phạm tội nặng. Lúc đó, viên tướng Áo được giao nhiệm vụ bảo vệ cây cầu đã ra mặt gặp các nguyên soái của Pháp, bất chấp mọi lời can gián của cấp dưới rằng đây có lẽ là trò lừa đảo quân Pháp, thì viên tướng Áo kia vẫn hạ lệnh cho quân lính của mình rút khỏi cây cầu, và cứ thế kế trá ngụy đã chiến thắng. Trên đây là những pha nghi binh kinh điển trong lịch sử chiến tranh. Bạn ấn tượng với pha nào nhất, hãy comment ở phần bình luận bên dưới nhé.